CTO sử dụng thuận tiện cho việc đi lại đó là Grab. Thời nay, khi chúng ta sống trong thế giới phẳng, Internet sẽ là đòn bẩy giúp bạn thành công nhanh hơn. Người giàu, người thành công, họ luôn coi đó là cách thông minh để giúp họ tiến xa hơn so với những người khác. Tiếp tục, hôm nay tôi dẫn các bạn đi tham quan một số thành phố lớn ở Đông Nam Á. Hôm nay tôi dẫn các bạn đến Hà Nội. Các bạn sẽ tìm được vào cái mục tìm khách sạn và các bạn check in ở tại trên điện thoại của các bạn là các bạn sẽ được vào các cái khách sạn tầm 4 5 sao trở lên. Đặc biệt nếu các bạn chi trả tiền phí bằng tiền Việt Nam đồng hoặc USD thì cái số tiền của nó rất là lớn. Nhưng lúc này các bạn có ví CTO thì các bạn chỉ cần chi trả bằng trực tiếp qua thẻ và các bạn thực hiện chi trả ngay trên điện thoại của mình. Và theo đó các bạn sẽ đến những cái địa chỉ mà các bạn cảm thấy thích. Như lúc này tôi đang dẫn bạn đến Bangkok. Đây là những khách sạn ở Bangkok. Các bạn check địa chỉ và các bạn hẹn người đón, người ta sẽ đón cho đến các bạn tại khách sạn mà các bạn đang cần ở. Đây, tôi đang đưa các bạn đến các khách sạn tại Thái Lan có chi trả nhận bằng đồng tiền CTO. Chúc các bạn hãy theo dõi cái clip này để các bạn trải nghiệm thực tế, tránh tình trạng ngồi nhà như vịt nghe sấm, không biết gì. Sao? Có chuyện gì? Em buồn quá. Em vừa bị ông già chửi thằng tụi nó vẫn ăn chơi. Mày đùa tao à? Em thấy hối hận quá. Anh ơi, anh có thể giúp em ăn chơi một ngày được không anh? Ui giời, ok, chuyện nhỏ. Anh vẫn còn 12.000 ăn sáng đây. Chú chơi đi. You Guy Production in the new song 2008. Các bạn trẻ ăn chơi đi. Ăn chơi đi, tuổi trẻ để làm gì? Ăn chơi đi, tuổi trẻ để làm chi? Ăn chơi đi, tuổi trẻ để làm gì? Nếu không chơi sẽ đánh thằng nhà quê. Bay lên đi, anh em ta cùng quê. Trong tâm tưởng, nước có rượu với trẻ. Nếu không chơi, đây đồng ra bạn bè. Cùng chơi đi, chơi vào ban ngày đi, chơi vào ban đêm đi, chơi mà không đủ mà lại chơi thêm đi, ăn chơi đi, yeah yeah yeah, không kể trai gái hay dù là BD, có tiền cùng dân chơi, thiếu tiền cùng dân chơi, để là một dân chơi thì chỉ cần biết chơi, 5.000 ăn sáng thì mang ra một trà đá, mẹ cho ăn bánh mì thì đi mà một bánh đa, nếu muốn là dân chơi phải biết cách chơi, cũng như khi đi bơi phải biết mặc quần bơi, nếu muốn là dân chơi phải bất cần đời. Có bất quá không lại thành hận đời. Dân chơi đi cào cào, dân chơi mini chiến. Dân chơi không có tiền uống trà đá nhai bánh đa. Nào 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 các em, tránh ra cho các đại ca dân chơi đi qua. Ăn chơi đi, tôi chơi để làm gì? Ăn chơi đi, tôi chơi để làm chi? Ăn chơi đi, tôi chơi để làm gì? Nếu không chơi sẽ đánh thằng nhà quê. Bay lên đi, anh em ta cùng phê. Trong tâm tưởng chỉ có rượu với trẻ. Nếu không chơi lấy đâu ra bạn bè. Nào anh em chúng ta cùng chơi đi. Thành phố cũng chơi, nhà quê cũng chơi, nông thôn cũng chơi và tất cả đều chơi. Anh cũng chơi, mày cũng chơi. Hai anh em chúng ta đúng là một dân chơi. Đã là một dân chơi thì không sợ mưa rơi. Mưa mà rơi to quá thì ta đi về nhà. Thuốc lào trà đá anh em mình ngồi ngắm bét. Nhìn anh em chúng ta trông như một đại gia. Cuộc sống thật tào nhã khi mình biết ăn chơi. Kể còn mẹ cuộc đời cần gì phải nghĩ ngơi. Gì lẹ đi cây ăn chơi. Lì oan rất ăn chơi. Eddie Huy nông thôn chơi. Chiu gai rất ăn chơi. Ăn chơi, chúng ta hãy cùng ăn chơi. Mưa không sợ nắng vì chúng ta là dân.
chơi đi, tôi trẻ để làm gì? Nếu không chơi sẽ thành thằng nhà quê. Bay lên đi anh em ta cùng phê. Trong tâm tưởng luôn có rượu với chè. Nếu không chơi thì lấy đâu ra bạn bè? Nào anh em chúng ta cùng chơi đi. Sống 16 năm trên đời rồi mới có gì khẳng định mình là dân chơi tận dụng từng giây từng phút nghỉ ngơi. Sao mà cứ phải ngồi đấy mà nghĩ ngợi? Hãy chỉ thẳng tay lên trời và hẹn ta là dân chơi. Giờ các phật phơi là cờ đỏ sao vàng để cho các nơi bên chúng ta là dân chơi. Việt Nam mà đã là dân chơi thì không có việc gì khó, chỉ sợ tiền nó không vào. Biết bao đứa trẻ luôn khao khát được làm dân chơi vì đam mê thế hệ sau. Chúng ta cần phải chăm cho chúng nó một đôi cánh để cho trái đất thêm xanh, con người thêm trẻ. Cuộc sống sẽ không bao giờ buồn tẻ một khi chúng ta đã biết cách ăn chơi, còn hơn là cứ ngồi im một chỗ mà sôi nước. Chúng ta hãy ăn chơi đi để cho thế hệ sau còn bắt trước, còn ban phước cho những đứa trẻ cái may mắn ngoài kia. Một phút mặc niệm dành cho những con người đã hy sinh, đã mất đi tuổi thanh xuân của mình. Họ đã đéo biết ăn chơi, họ đã phá hủy cuộc sống để lại cho những thế hệ của ngày mai. Có thể nhận ra một điều, đó là ăn chơi đi, tôi chỉ để làm gì? Ăn chơi đi, tôi chỉ để làm gì? Ăn chơi đi, tôi chỉ để làm gì?